Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V60 bản T-Mobile chuẩn nha các bác nhé. Thì con này là chuẩn email nhé, không phải là Spring UPROM T-Mobile đâu. Số là 625, độ mới sẽ tầm khoảng hơn 98%. Thực ra là nó phải 99%, em biết nó hơi thấp thôi. Thì con này L3 và app ok, giá 4,2 củ các bác nhé. Thì em sẽ test luôn cho các bác cái ngoại hình nó như này. Đây là cái mặt lưng, thì mặt lưng thì chỗ này nó bẩn bẩn do em lau chưa kỹ thôi. Đương nhiên nó cũng có một vài cái vết xước bé bé nhưng mà nó không không đáng kể các bác nhé. Đó, có thể này. Thì quan trọng là cái cụm camera này thôi. Thì cụm camera này khi mà các bác nghiêng dưới điện thì nó cũng hơi xước một chút nha các bác nhé. Đó, hơi xước một chút thôi. Còn nếu mà các bác nhìn thẳng này thì nó chả thấy xước đâu. Đấy. Rồi. Chụp ảnh vẫn bình thường các bác nhé. Đó. Thì đây là cái cạnh dưới này. Thì cạnh dưới này em thấy còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đấy, cái cổng sạc thì nó có hơi sức sức một chút xíu thôi. Đây. Có thể là các bác nhìn hơi hơi nó ánh điện hơi lóa nhưng mà nó hơi sức sức một chút chút xíu thôi nha các bác nhé. Đó. Nói chung là còn rất đẹp. Rồi. Thì đây là cạnh trái này. Cạnh trái thì em thấy có vết một một cái một số chấm chấm đây, hơi khó nhìn thì đó đấy. Chấm chấm bé bé này này. Đấy. Hơi bé thôi, khá là khó nhìn các bạn. Đây, để cho gần gần các bạn nhìn thấy không? Đó, khá là khó nhìn các bạn nhé. Rồi, ở phần góc này cũng có một cái vết chấm bé bé đây. Đó, phải phẩy thôi, rất là bé. Đây là cạnh trên này. Cạnh trên này thì cái chỗ này này nó cũng có hơi 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 hơi, hơi sức một chút này. Đó, rất là bé thôi, rất là khó nhìn. Rồi. Và đây chỗ ngay chỗ mic này này. Ngay chỗ mic này này cũng có một cái vết xước bé bé đây, đấy, rất là bé thôi. Rồi. Còn đây là cái cạnh phải. Cạnh phải thì đây có một chấm này. Đó, một chấm này. Dưới này có một chấm nữa này. Đó. Nói chung là rất bé thôi các bạn nhé. Nói chung là em soi rất kỹ cho nên là các bác thấy thôi. Rồi ok, nói chung khung viền như thế là cũng rất là đẹp rồi. Em sẽ cho các bác thấy cái mặt trước. Đây các bác. Đâu nó vẫn chưa sạch hẳn. Đây các bác. Thì cái mặt trước con này cũng thế nhá, còn rất là đẹp luôn. Gần như là không có vết xước gì các bác nhé. Đấy. Gần như không có vết xước gì này. Các bác nhìn thấy không? Rất đẹp luôn. Gần như không có vết xước gì hết nhá. Đó. Mấy cái vết loang loang đấy là mồ hôi vân tay nó chưa kỹ thôi. Nào, yên tâm nhé, rất đẹp luôn. Rồi, nói chung con này là em phải đánh giá nó phải 99% mới đúng, chứ viết 98% là hơi sai. Đó, em sẽ test cho các bác cái chức năng của nó nhé. Rồi, trước tiên sẽ cắm cái máy tính này. Nhận máy tính bình thường nhé các bác nhé. Con này chân sạc còn rất ngon. Rồi. Đây là cái dây 18W này. Sạc nhanh bình thường nhé. Chỗ này hơi nóng tia. Sạc nhanh bình thường thôi. Con này cổng sạc còn rất đẹp mà các bác. Rồi ok. Đây là cái jack tai nghe nhé, tai nghe bình thường nhé, hi-fi DC bình thường nhé các bác nhé. Rồi, thì con này là L3, đây, các bác có thể thấy đây, L3. Thì các bác nào mà xem đây mà không hiểu thì L3 nó liên quan đến cái việc các bác xem mấy cái app mà xem trực tuyến ý, như Netflix ý, thì các bác cái L3 thì nó không được độ phân giải cao thôi. Chứ còn nếu các bác không xem thì hoặc không không theo dõi máy thì không quan tâm đâu, nó rất là bình thường, không liên quan đến việc cái máy lởm hay máy dựng nhé các bác nhé. Rồi. Ngoài này còn cái camera này, test nốt cái camera. Ok các bác nhé. Camera bình thường. Đây, wifi mình nhận bình thường nhé các bác nhé. SIM này. Tiếp cận bình thường này. Ok các bác, em sẽ vào bên trong test nữa.
Ở nhà. Ok, tiệm cận ánh sáng này. Các phím bấm bình thường nhé. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh các anh nhé. Còn quay hồi chuyển này. Bình thường nhé. Em test nhanh thôi, tại vì cái này em test hết rồi. Mic dưới này. Mic trên này. Mic không này. Mic kiểu sau lưng này. Cảm ứng này. Ok các bác, cảm ứng bình thường nhé. Áp suất này. Đây, đang là 1013.33 đúng không? Đấy, 539. Đấy, nhảy khá là mạnh các bác nhé. Ok. Đây. IMPL bằng 1 đây. Các bác yên tâm nhé, số IMEI không fake nhé. Đây, cái màn hình LCD đây. Thì con này bảo là cho các bác là không hề có lưu ảnh gì các bác nhé. Và khi mà test màn hình em cũng hay nói là cái con V60 đến giờ nó đã 4 5 tuổi rồi thì thường thường là nó cũng sẽ hơi hơi vàng vàng một chút các bác nhé, hơi hơi vàng vàng rồi. Kể cả những cái máy mà em dựng em mua một bộ màn hình mới ấy, thì em thấy nó vẫn cứ hơi vàng vàng vậy, cho nên các bác cứ yên tâm nhé, đó không phải là lỗi mà là có thể là màn hình nó đã già rồi, hoặc là tất cả những cái máy V60 nó đều thế, cho nên em cũng nghĩ là nó là bình thường thôi. Đấy, chứ còn nó hơi hơi thôi chứ không không quá đáng như là các bác là không thể dùng được. Đấy, nhiều khi các bác về các bác đang dùng những cái máy mà nó hơi phần nó đã trắng hồng ấy, kiểu là trắng 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 tinh ấy, thì các bác nghĩ là con này nó lỗi nhưng không phải đâu nhé các bác nhé. Đây. Em sẽ vào test luôn cái phần cổng C đây cho các bác chính xem luôn. Đây là khi mà cắm cái cổng 18W này. Đấy, thì nó nhận đến CC2 thôi. Em sẽ cắm cái đây là cái 25W này. Đó, các bác thấy không? Nó nhận đến PD04 luôn. Thì các bác mà tìm hiểu về V60 chắc các bác cũng biết rồi. Thì cái cổng sạc của V60 thường thường nó sẽ hơi kén sạc và nó dễ hỏng ấy. Đấy, đây là cái lỗi của nhà sản xuất thôi chứ không phải là do máy nó lởm đâu. Cho nên là các bác cũng về dùng V60 thì chú ý về cái cắm sạc, thì cắm nó nhẹ nhàng thôi thì là nó cũng ok hết à. Đấy, hoặc là về các bác mà dùng mấy cái dây sạc nhà các bác ấy mà thấy nó chập chờn hoặc là nó không ăn ấy, thì các bác dùng cái xăng ấy, các bác xịt vào đây này, các bác xịt vào cái dây sạc này, hoặc các bác lấy bàn chải để đánh răng ấy, các bác chà chà qua đi thì nó sẽ sáng lại và cho nó sẽ ăn thôi. Còn nếu bác nào muốn cho ăn thì mua mua thêm cái bộ sạc em cũng đang bán kèm đây, nếu bác nào muốn mua thì cũng bảo em thì cho nó ngon luôn. Đấy các bác nhé. Ok, thì con này em thấy nó còn rất đẹp đấy. Chỉ mỗi cái là nó là L3 thôi, nhiều bác không thích L3 thôi chứ thực ra nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, rồi ok, các bác nào muốn mua thì liên hệ em nhé. Chào các bác.